Trân trọng kính chào quý đầy tớ của Chúa, quý ông bà anh chị em hộ thánh của Chúa về dự lễ 80 năm trong ngày hôm nay. Đặc biệt cho phép tôi rất vui tối nay được tiếp đón quý vị là thân hữu. Có người thì một vài lần chúng tôi được gặp nhau trong nhà thờ này, nhưng cũng có người lần đầu tiên quý vị vào nhà thờ tối hôm nay. Cho phép tôi xin gửi đến quý vị lời chào thăm, lời chúc sức khỏe và xin Chúa ban phước cho quý vị tối hôm nay được dự phần trong đêm ca nhạc thánh và nghe sứ điệp phúc âm, và tin rằng những bài hát, lời của Chúa sẽ lắng động trong lòng của quý vị. Để Chúa ban phước trong giờ này, một lần nữa trân trọng kính mời quý đầy tớ của Chúa, quý vị thân hữu, chúng ta đồng đứng lên cho phép tôi được cầu nguyện dâng thì giờ tối hôm nay. Lạy Chúa của chúng con ở trên trời, Đấng đã dựng nên đất trời, dựng nên mỗi con người của chúng con thật lạ lùng. Chúa yêu thương chúng con, Chúa không muốn một người nào chúng con bị chết mất, nhưng Ngài muốn mọi người đều trở về để làm con cái yêu dấu của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã cứu chúng con, và Ngài đã ban cho chúng con được sống vui những ngày trên đất này. Và niềm vui đó chúng con cũng muốn chính Ngài bày tỏ trên tất cả mọi người, và đặc biệt là những anh chị em của chúng con thân hữu tối hôm nay trở về trong đền thánh của Chúa. Họ sẽ nghe được bài hát ca nhạc thánh, và đặc biệt là họ nghe được sứ điệp phúc âm. Và tối hôm nay họ sẽ trở về với Chúa trong tình thương mà Đức Chúa Trời đã dành riêng cho họ. Chúa ơi, xin Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương của chúng con. Xin Chúa cai trị trong giờ này. Xin Thánh Linh của Chúa ban phước đặc biệt trên đầy tớ của Chúa, mục sư phó hội trưởng thứ nhất, đại ơn của Ngài để bày tỏ về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đến với nhân loại, đến với anh chị em của chúng con tối hôm nay. Và xin Chúa ban phước cho ban diện lễ từng tiết mục để hầu cho chúng con thấy rằng những bài hát dâng lên sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con tạ ơn Ngài vì Chúa ban cho chúng con tối hôm nay. Con tin rằng chúng con làm những việc mà chính Ngài muốn mỗi chúng con làm để hầu tất cả đều dâng lên sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con kính dâng chương trình ca nhạc thánh sứ điệp phúc âm tối hôm nay trong bàn tay kính yêu của Cha. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Trân trọng kính mời quý đầy tớ của Chúa, quý thân hữu, chúng ta đồng an tọa. Kính thưa quý vị, Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng nên cõi vũ trụ này và muôn loài vạn vật ở trong đó. Muôn vật được Ngài sáng tạo một cách tốt lành để dành cho con người. Ngài đã tạo dựng con người theo hình ảnh tốt đẹp của Ngài. Ngài ban cho con người tất cả mọi điều quản trị muôn loài vạn vật. Ngài tạo dựng con người có linh hồn và thể xác để con người tương giao thờ phượng Ngài. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho chúng ta biết con người đã không vâng theo mạng lệnh của Thiên Chúa, đã phạm tội trước mặt Thiên Chúa, đã bị đuổi khỏi sự hiện diện thánh của Ngài, và từ đó tội lỗi đã vào trong thế gian. Tội lỗi đã làm cho con người xa cách Thượng Đế, đã làm cho con người xa cách đi những phước hạnh mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người. Giờ đây xin mời quý vị cùng hãy xem lại câu chuyện Adam và Eva, ước mong rằng sẽ phần nào mô tả lại hình ảnh về hai con người đầu tiên mà Thiên Chúa đã tạo dựng. Adam, con được tự do ăn các loại trái cây trong vườn. Chỉ một trái cây kia là con không được phép ăn, vì nếu ăn vào con sẽ chết. Ừ.
Adam, con ở đâu? Vì sao con lẩn tránh cha? Con đã ăn trái cấm rồi phải không? Hỡi loài rắn kia, mày sẽ bị rủa xả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng. Kể từ nay, mày phải bò bằng bụng và ăn bụi đất suốt đời. Hỡi Eva, ngươi đã không vâng lời ta, ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con. Adam, vì ngươi đã nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã cấm không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày ngươi trở về cùng bụi đất. Con ở đâu? Vườn thiêng thiêu vắng con rồi. Adam, con ở đâu? Vườn thiêng sao vắng tiếng con? Adam, Adam, con dấu yêu, con ở đâu? Con nghe tiếng kêu đơn đau. Điều gì ngăn chia con với tình cha mênh mông? Adam, con hỡi con ở đâu? Adam, con ở đâu? Vừa thiêng thiêu vắng nụ cười. Adam, con ở đâu? Hồn cha này thiếu vắng con. Adam, Adam, con dấu yêu, con ở đâu? Con nghe tiếng kêu đớn đau. Điều gì ngăn chia con với tình cha mênh mông? Adam, con hỡi con ở đâu? Tình thương trong đôi tay cha sáng tạo con Adam, tình cha trong bao la
chu này cho con. Adam, vì sao con xa lánh? Vì sao con lẩn tránh cha? Adam ơi, có biết không? Con ở đâu? Tại sao không vâng ý cha? Adam, con sống yêu, con ở đâu? Con nghe tiếng kêu đớn đau. Tội tình con hôm nay với tình cha mênh mông. Adam, con hỡi con ở đâu? Đâu liệu cha con sẽ thế nào? Adam, con ở đâu? Lòng cha đang quá xót xa. Adam, con dấu yêu, con ở đâu? Con nghe tiếng kêu thiết tha. Tội tình con hôm nay sẽ được cha tha ngày. Adam, con hỡi con, hãy đến tình thương trong đôi tay cha sáng tạo con. Adam, tình cha trong bao la vũ trụ này cho con. Adam, về đây. Adam ơi, về đây cha đang đón chờ. Adam ơi, có biết không, cha yêu con vô cùng. Adam ơi, có biết không, cha yêu con vô đặc biệt. Chúng tôi xin có lời rất hoan nghênh quý vị thân hữu của chúng tôi đã đến đây trong buổi tối hôm nay nhân dịp kỷ niệm 80 năm Tin Lành truyền đến tỉnh Đắk Lắk của chúng ta. Thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ cho quý vị thân hữu biết về tình thương của Đức Chúa Trời, hầu cho không những chúng tôi được cứu, được làm con của Chúa, mà ước ao rằng quý vị cũng sẽ được làm con cái của Chúa. Có một câu chuyện rất cảm động trong Kinh Thánh mà tôi muốn đọc cho quý vị nghe trong thời giờ này. Đây là câu chuyện mà đã cảm động hàng triệu người quay bước trở về nhà của Chúa. Câu chuyện này do chính Chúa Giêsu kể lại, nói lên tình thương của Chúa và nói lên hoàn cảnh của con người chúng ta. Tôi xin được đọc câu chuyện như thế này. Ngài lại phán rằng, một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết tiền của rồi, trong xứ sẽ có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho người khác. Thì họ sai ra đồng chăn heo, nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha,
mà thưa rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, con đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Thưa quý vị thân hữu, đây là câu chuyện Kinh Thánh cảm động nhiều người quay trở về với Chúa. Về phần chúng ta, trên con đường chúng ta đi tìm chân lý, có những lúc chúng ta đứng dường như ở ngã ba của cuộc đời. Chúng ta phân vân, không biết đi đường nào, lối nào để chúng ta có một cái hướng đi cho cuộc đời của mình. Và tôi ước ao rằng buổi tối hôm nay, quý vị thân hữu của chúng tôi sẽ tìm cho mình một lối về với tình yêu của cha. Chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại hai lần con người bước chân ra khỏi nhà Chúa. Và có lẽ chúng ta thắc mắc rằng vì sao cuộc sống của con người ngày hôm nay quá vất vả, quá gian truân, nước mắt nhiều hơn nụ cười. Và để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta trở về với Kinh Thánh để tìm được câu trả lời vì sao. Thứ nhất, đó là vì con người đã bước ra khỏi khu vườn hạnh phúc của Đức Chúa Trời mà Ngài đã tạo dựng nên tốt đẹp, trọn vẹn mọi bề. Chúa đặt con người vào trong cái nơi phước hạnh ấy. Nhưng như cái hoạt cảnh mà chúng ta đã thấy, không phải đơn giản chỉ là việc ăn một trái cấm, nhưng hàm ý ở trong đó là sự không vâng lời, là sự bất tuân, là sự trái mạng lệnh của Chúa. Và vì vậy con người đã phạm tội với Chúa và bị đuổi khỏi khu vườn hạnh phúc. Họ bắt đầu một cuộc sống sợ sệt và trốn chạy Chúa. Cái hậu quả đầu tiên mà tội lỗi đem đến cho con người chúng ta là cảm thấy sợ sệt, bất an trước Đức Chúa Trời. Adam, Eva trước đó rất là gần gũi, rất là thân mật với Chúa. Mỗi ngày Ngài đến trò chuyện với ông bà. Nhưng khi tội lỗi xen vào, trục trặc trong mối quan hệ giữa Chúa với họ, và họ bắt đầu có cái tâm trạng sợ sệt, trốn tránh Đức Chúa Trời trong bụi cây. Thưa quý vị thân hữu, chúng ta có cùng một tâm trạng như vậy không? Khi nghĩ về Đức Chúa Trời, nghĩ về ông trời, chúng ta có cái tâm trạng gì? Lo hay mừng? Tôi tin rằng quý vị cũng có những cái nơm nớp, những nỗi sợ hãi vu vơ đến trong đời sống chúng ta. Người thì sợ trời hành, trời phạt, trời đày, trời đánh. Đó là chúng ta suy nghĩ sai về Đức Chúa Trời. Thật ra Đức Chúa Trời rất yêu thương, rất nhân từ. Nhưng mà cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa bị gãy đổ, bị trục trặc, cho nên cái tâm lý sợ trời ở trong chúng ta và khiến cho chúng ta trốn chạy, lánh mặt Chúa trong nơi này, nơi kia. Rồi chúng ta thấy cuộc sống của con người chúng ta vất vả và đau khổ. Hậu quả tiếp theo của tội lỗi là khiến cho con người của chúng ta vất vả, đau khổ. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên mọi vật có kèm theo một cái từ là tốt lành, tốt đẹp, toàn hảo. Chúa dựng nên mọi sự tốt đẹp. Nhưng khi tội lỗi xen vào thì chúng ta thấy
bắt đầu có sự đau khổ, có vất vả. Và khi con người bước những bước chân xa Chúa thì chúng ta thấy cuộc sống càng đau khổ, càng vất vả hơn nữa. Đến nỗi có người đã tóm tắt cuộc đời của nhân loại trong ba cái từ: hối hả, vất vả, kế đến là mồ mả. Cuộc đời của chúng ta đúng như vậy không? Hối hả sáng thức dậy, hối hả đi làm, hối hả vào công sở, hối hả ra nương rẫy. Rồi chúng ta thấy mồ hôi vất vả tuôn trào cho đến khi chúng ta bước vào trong mồ mả. Đó là hậu quả của tội lỗi đem đến cho con người của chúng ta. Rồi Kinh Thánh cũng cho biết tội lỗi không những làm gãy đổ mối tương giao giữa chúng ta với Chúa, mà còn khiến cho đất đai sanh ra chông gai và tặc lê. Ban đầu Chúa dựng nên cây cối tốt đẹp, xanh tươi, hoa quả hết sức ngọt ngào. Nhưng khi tội lỗi của con người đã phạm, nó ảnh hưởng ngay cả trên đất đai, cây cối. Và Kinh Thánh chép rằng đất sanh ra chông gai tặc lê. Vì thế con người đã vất vả, càng thêm vất vả, lao khổ càng thêm lao khổ. Và vì vậy mồ hôi, nước mắt của con người chúng ta rơi càng nhiều. Chúa nói ngươi phải làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Và chúng ta thấy ngày hôm nay đúng như vậy. Người thì đổ mồ hôi trên đồng ruộng, người thì đổ mồ hôi trên nương rẫy, người thì đổ mồ hôi trong công xưởng, người thì đổ mồ hôi trên đường phố, vất vả trong cái cuộc sống này. Nước mắt ngập tràn. Chúng ta chào đời trong nước mắt, sống trong nước mắt. Và rồi một ngày kia chúng ta sẽ ra đi cũng trong nước mắt. Dầu là con của vua Chúa, dân giả đều chào đời trong tiếng khóc. Tôi không biết có ai ở đây quý vị nói rằng tôi ra đời là tôi cười, tôi chào đời chứ tôi không có khóc, có không? Không. Hết thảy chúng ta đã chào đời bằng tiếng khóc, báo hiệu rằng một cuộc sống vất vả. Như một vị giáo chủ đã nói rằng đời là bể khổ. Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết một cái câu chuyện thứ hai ở trong Tân Ước mà tôi đã đọc cho quý vị nghe, về người con trai của một người cha giàu có, yêu thương, nhân từ. Trong cái bối cảnh gia đình hạnh phúc, êm ấm, thì người con trai này đã có một sự dại dột, quyết định để bước chân ra khỏi nhà cha. Và đang trong cái khung cảnh đầy đủ, sung túc, dư dật, bước ra khỏi nhà cha tưởng rằng mình tự do hơn, mình sẽ sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng không, tiêu pha tiền bạc của cha trở nên nghèo và đói. Đói mà đói đến cái độ mà thấy thức ăn dành cho gia súc cũng muốn ăn nữa mà người ta không cho. Và cái người con trai này ngày nào là một công tử ở trong gia đình quyền quý, giàu sang, thì bây giờ lại đi trở nên một tên nô lệ đáng thương. Thưa quý vị thân hữu, Thi Thiên thứ 8, Kinh Thánh Chúa cho chúng ta biết như thế này: Chúa dựng nên con người chúng ta, Chúa ban cho chúng ta mang hình ảnh của Chúa ở trong, và chúng ta cao quý trước mặt Chúa. Chúa nói rằng Chúa cho chúng ta quyền quản trị muôn vật mà tay Ngài đã dựng nên. Và chúng ta thấy dầu con người của chúng ta sức phóc nhỏ bé, nhưng mà chúng ta có thể quản trị, cai trị tất cả các loài vật, vì chúng ta là con của Chúa, mang hình ảnh của Chúa. Đắk Lắk của chúng ta là một tỉnh mà có nhiều voi, phải không? Tôi chưa có dịp đến tại Buôn Đôn, tôi cũng chưa có dịp tới để xem voi như thế nào, nhưng mà tôi thấy người ta chụp nhiều cái hình
Đắk Lắk có nhiều voi. Một con voi nó mạnh gấp 10, gấp 20 lần một con người, nhưng con người vẫn quản trị nó, vì đó là điều Chúa đặt ban đầu. Nhưng than ôi, khi con người chúng ta phạm tội, xa cách Chúa, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta đánh mất cái quyền quản trị muôn vật đó. Mà con người cao quý này, đáng buồn thay, lại trở nên nô lệ, thờ lại những loài vật thấp kém. Và quý vị nghe, quý vị thấy đó, cá voi chết tấp vô bờ biển, thì họ lập cái miếu, họ thờ con cá voi. Thờ ở cái nơi nọ thì thờ thần bò, thờ thần chuột, thờ thần sông, thờ thần núi, thờ thần cây, thần đá. Con người cao quý như thế này, được Đức Chúa Trời dựng nên tốt đẹp như thế này, mà lại đi hạ mình xuống để thờ lại những loài vật thấp bé ấy. Vì cớ chúng ta đã đánh mất tình thương của Chúa, đánh mất cái giá trị, cái nhân phẩm cao quý mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng và trao phó cho chúng ta. Và rồi chúng ta sống một cuộc sống không còn phương hướng nữa, không biết sống để làm gì. Mình không biết là mình đã từ đâu mà có, mình không biết mình sống ở đây để làm gì. Và mình cũng không biết rằng nay mới qua đời, mình sẽ đi về đâu, không ai trong chúng ta biết. Và Kinh Thánh nói rằng cuộc đời chúng ta giống như chiên đi lạc, ai đi theo đường nấy. Tôi nhớ trước năm 75 có một bài hát mô tả cái cuộc đời của những người không có Chúa như thế này: đời người như chiếc lá úa trong cơn mưa chiều. Nó diễn tả một cách thê thảm cái cuộc đời của một người không có Chúa, không có phương hướng, không biết mình sống với mục đích gì, và xem mình như chiếc lá úa trong cơn mưa chiều. Để rồi nước nó cuốn mình tấp vô bến này, mai tấp vô bến nọ, mốt tấp vô bến kia, cuộc sống không phương hướng. Thưa quý vị thân hữu, đó có phải là thực trạng của cuộc sống chúng ta hiện tại chăng? Vất vả, mồ hôi, bất an, không phương hướng, chúng ta đang mò mẫm trong bóng đêm của cuộc đời. Nếu đó là thực trạng cuộc đời của chúng ta, thì điều thứ hai mà tôi sẽ trình bày sau, để mời quý vị từ những bước chân lầm lạc xa cách Chúa quay trở về với Ngài, chúng ta sẽ tìm lại được phước hạnh, giá trị của cuộc đời mình. Xin quý vị tiếp tục lắng nghe một số bài hát để bày tỏ, diễn tả cái tâm trạng của một con người xa cách Chúa và quay trở về với Ngài hạnh phúc làm sao. Chúa ban phước cho quý vị. Thời gian thấm thoát trôi đưa, nó đi đi mãi không chờ đợi ai. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người theo hình ảnh của chính Ngài, và Ngài đã để lại cho con người quản lý tất cả mọi sự, ngay cả việc quản lý thời gian nữa. Quý vị và tôi, mỗi người chúng ta đang bị lệ thuộc thời gian ở dưới trần gian mờ tối này, và còn đang bị đắm chìm trong tội lỗi, trong những âm thanh cuồng điên, qua những cơn say triền miên, trôi dạt theo những giấc mơ phù du của trần gian, như con thiêu thân lao đầu vào trong bóng đêm. Trên từng lối con đi, sóng gió trên từng bước con qua, bước chân bỡ ngỡ bao nhiêu lỡ lầm, nhưng con đâu hay, đâu biết nơi đâu dừng chân. Rồi những âm thanh cuồng điên,
những cơn say triền miên, sóng buồn trôi dạt theo những giấc mơ phù du. Cuộc đời có mang cho con được chi, hay chỉ đam mê chìm sâu, để lại đây bao nhiêu cô đơn muôn phiền vây kín. Thôi đừng mơ anh hỡi, thôi đừng tin anh hỡi, là trò chơi trò đùa giữa thế gian. Là đau hay là vui rồi cũng sẽ qua đi, nhưng trọn đời như con thiêu thật bay trong bóng đêm. Thôi đừng mơ anh hỡi, thôi đừng tin anh hỡi, là phù du là cơn mơ giữa thế gian. Là đau hay là vui rồi cũng sẽ qua đi, tìm đâu cho anh một hạnh phúc thế gian, tìm đâu cho anh một chút bình an. Hãy về bên cha nương trong tay Chúa nhân từ. Trên từng lối con đi, sóng gió trên từng bước con qua, bước chân bỡ ngỡ bao nhiêu lỡ lầm, nhưng con đâu hay, đâu biết nơi đâu dừng chân. Rồi những âm thanh cuồng điên, những cơn say triền miên, sóng buồn trôi dạt theo những giấc mơ phù du. Cuộc đời có mang cho con được chi, hay chỉ đam mê chìm sâu, để lại đây bao nhiêu cô đơn buồn phiền bay kín. Thôi đừng mơ anh ơi, thôi đừng tin anh ơi, là trò chơi trò đùa giữa thế gian. Là đau hay là vui rồi cũng sẽ qua đi, nhưng trọn đời như con tia tàn bay trong bóng đêm. Thôi đừng mơ anh ơi, đừng tin anh hỡi, là phù du là cơn mơ giữa thế gian. Là đau hay là vui rồi cũng sẽ qua đi, tìm đâu cho anh một hạnh phúc thế gian, tìm đâu cho anh một chút bình an. Hãy về bên cha nương trong tay Chúa nhân từ. Thôi đừng mơ anh hỡi, thôi đừng tin anh hỡi, là trò chơi trò đùa giữa thế gian. Đâu hay là vui rồi cũng sẽ qua đi, nhưng trọn đời như con thiêu thân bay trong bóng đêm. Thôi đừng mơ anh hỡi, thôi đừng tin anh hỡi, là phù du là cơn mơ giữa thế gian. Là đâu hay là vui rồi cũng sẽ qua đi, tìm đâu cho anh một hạnh phúc thế gian, tìm đâu cho anh một chút bình an. Hãy về bên cha nương trong tay Chúa nhân từ. Hãy về bên cha nương trong tay Chúa. Kinh Thánh có chép rằng, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Thiên Chúa. Tội lỗi đã làm cho con người không còn phản chiếu được vinh quang của Thiên Chúa. Thời gian thì cứ trôi đi thật nhanh, không chờ đợi bất cứ ai. Còn tình yêu của Thiên Chúa thì luôn dành cho con người. Nhưng con người đã từ chối không nghe tiếng Ngài. Con người luôn tìm kiếm những lối đi riêng cho mình, giữa một cuộc đời đầy giông bão và chẳng hề có sự bình an. Có người không có được nguồn sống tuôn tràn trong tâm hồn, chưa được nhận thấy ý nghĩa của cuộc đời. Và điều quan trọng là có người chẳng đón nhận tình yêu của Thiên Thượng. Bởi vì mỗi ngày con người càng xa khỏi Chúa, bài hát Bước Con Xa Ngài sẽ được ca sĩ Khắc Quang nói lên điều này với quý vị.
Ước ao khi lời hát cất lên, quý vị sẽ nhận rõ tình yêu của Chúa dành cho mình mà quay về với Ngài. Thời gian trôi qua nhanh, tự như giấc mơ, biết bao yêu thương phai nhòa vì con đã cất hết tình Ngài vào đời hư ảo. Con tìm cho con ánh sáng và nụ cười bằng nhiều thú vui giữa đời băng giá, tìm đâu thấy bình an. Thời gian vẫn cứ mãi chìm sâu nỗi đau, trái tim con nghe hoang lạnh, mà đêm tôi ru xuống đồng từ chợt qua tiếng khóc. Con đã không nghe tiếng chuông và lòng con nhiều lần dối trá, đi tìm trong đêm tối tăm tình yêu chợt nhận ra cuộc đời này chẳng ý nghĩa chi như thiếu văn ngoài, nhưng cuộc đời trong tay cha người sáng mãi luôn tràn tuôn tâm hồn. Con đã nhận ra cuộc đời này chỉ có Giê-xu đấng không ngừng, mong tình yêu thương Chúa xóa lỗi lầm tim con chót mà. Như giấc mơ, biết bao yêu thương phai nhòa vì con đã có thêm tình Ngài vào đời hư ảo. Con tìm cho con ánh sáng và nụ cười bằng nhiều thú vui giữa đời băng giá, tìm đâu thấy bình an. Thời gian vẫn cứ mãi chìm sâu nỗi đau, trái tim con nghe hoang lạnh, mà đêm tối ru xuống tâm tư chợt qua tiếng khóc. Con đã không nghe tiếng chuông và lòng con nhiều lần dối trá, đi tìm trong đêm tối tăm tình yêu mới. Con chợt nhận ra cuộc đời này chẳng ý nghĩa chi nếu thiếu vắng Ngài, như cuộc đời trong tay cha mùa sáng mãi luôn xa tuôn tâm hồn. Con đã nhận ra cuộc đời này chỉ có Giê-xu đấng không ngừng, mong tình yêu thương Chúa xóa lỗi lầm tim con chót mà. Con chợt nhận ra cuộc đời này chẳng ý nghĩa chi nếu thiếu vắng Ngài, nhưng cuộc đời trong tay cha mùa sáng mãi luôn tràn tuôn tâm hồn. Con đã nhận ra cuộc đời này chỉ có Giê-xu đấng con cần, mong tình yêu thương Chúa xóa lỗi lầm tim con chót mà. Có một câu chuyện kể như thế này. Một lần kia, tại một tòa nhà cao tầng nọ xảy ra hỏa hoạn. Có ba cha con đang ở trên tầng lầu cao.
lửa cháy kinh khủng nên không thể nào đi xuống bằng đường cầu thang được. Người cha dắt hai đứa con nhỏ chạy lên sân thượng. Trong khi lửa cháy ào ào từ dưới lên, nhìn qua nhà lầu kế bên chỉ cách nhau gần hai thước, thì người cha liền phóng mình nằm ngang qua hẻm, hai chân ở bên này và hai tay nắm chặt ở bên kia, thúc giục hai con bước nhanh qua thân mình để thoát nạn. Thoạt đầu chúng nó sợ quá, khóc thét lên, không dám đi. Nhưng người cha cứ thúc giục mãi, đứa con thứ nhất mới can đảm bò qua. Trong khi lửa bừng bừng táp tới, đến khi đứa con thứ hai ôm thân cha trèo qua đến bên kia, thì người cha đã kiệt sức. Vả lại, bị lửa nóng táp tới, không còn sức để vùng lên được. Cho nên người cha phải buông tay và rớt xuống. Thiên Chúa vì yêu thế gian, không muốn một ai phải chịu hình phạt đời đời trong hỏa ngục, với diêm sinh cháy ngày đêm phừng phừng không hề tắt. Ngài đã sai con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian, giang tay chịu đóng đinh trên thập tự giá, chết vì tội lỗi của con người. Và thập tự giá là chiếc cầu cứu độ, đưa con người ra khỏi hồ lửa vực sâu. Bất cứ ai đến với Chúa Giê-xu, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình, thì người đó sẽ thoát khỏi sự chết mà đến với sự sống. Ngài sẽ biến đổi đời sống của người đó. Ngài sẽ biến những giọt nước mắt sẽ trở nên vui mừng, những đau đớn sẽ nên an lành. Ngài cho con người niềm tin và hy vọng. Tình yêu đó mãi không bao giờ phai tàn. Vì tình yêu mà Ngài đã đến thế giới này, Ngài mang bao tình yêu đến cho con người, sẵn sàng ban tình yêu đó cho bất cứ ai tìm kiếm Ngài. Kính mời quý vị lắng nghe bài hát Tình Yêu Thiên Chúa Dành Cho Tôi do ca sĩ Lâm Nhật Huy sẽ thưa quý vị thì giờ này. Xin kính mời.
Thưa quý vị thân hữu, chúng ta có ít phút để suy nghĩ về cái hiện trạng đời sống của mình. Có phải chúng ta đang sống không có phương hướng? Có phải chúng ta đang sống những ngày mà mồ hôi, nước mắt tuôn dài? Nếu vậy, xin Chúa cho chúng ta có một bước chân trở về. Bước chân kia chúng ta đã ra đi khỏi tình yêu của Chúa, khỏi nhà của Cha. Thì xin Chúa cho chúng ta bây giờ sẽ có một bước chân đứng dậy trở về nhà Cha. Lầm lỡ thì ai cũng đã trải qua, nhưng mà ăn năn đứng dậy trở về ấy mới là hành động can đảm, khôn ngoan và hết sức phước hạnh. Chúng ta đứng dậy để trở về với Chúa là trở về với vòng tay yêu thương của Cha. Chúa mở rộng vòng tay yêu thương để tiếp đón chúng ta, và không có một ai đến với Chúa mà Ngài bỏ ra ngoài. Vòng tay Chúa mở rộng chờ đợi quý vị trở về. Nét mặt Chúa vui mừng để nhìn thấy quý vị trở về, chứ Ngài không lấy nét mặt giận mà nhìn quý vị đâu. Ánh mắt Chúa, ánh mắt trông chờ từng giây từng phút để quý vị trở về với Chúa, chứ không phải ánh mắt giận hờn. Mặc dầu chúng ta đã từng ăn của trời, uống của trời, lâm nguy kêu trời, nhưng mà chẳng tạ ơn trời, thì Chúa vẫn không giận, không buồn chúng ta, mà Chúa muốn chúng ta trở về với Ngài. Mùa Giáng sinh 2012 sắp về, nhắc cho chúng ta nhớ rằng 2012 năm Chúa Giêsu đã lìa thiên đàng đến thế gian để mở cho chúng ta con đường trở về với Cha của mình. Chúng ta trở về với Chúa để chúng ta nhận được cái sự tha thứ trọn vẹn của Chúa, và để chúng ta nhận được cái sự hậu đãi của Chúa trên đời sống của chúng ta. Mặc dầu người con trai này bỏ nhà Cha đi, bị thế gian bạc đãi, bị đời họ xem của cái vật chất quan trọng hơn chàng công tử này, nhưng khi nó đứng dậy trở về thì Cha tha thứ, và Cha đối đãi nó với nó một cách rất là nhân từ, yêu thương và dư dật trong tình yêu. Đứa con muốn về chỉ xin làm đầy tớ thôi, không đáng làm con. Nhưng mà trở về thì Cha bảo rằng mang giày vào chân, đeo nhẫn vào tay, mặc áo tốt cho con ta. Chúng ta như chiên đi lạc, Chúa đi tìm chúng ta. Ngài không phải lấy cây hèo để đánh vào con chiên ngỗ nghịch này, nhưng Ngài vác con chiên đi lạc lên vai để đem về. Chúng ta trở về, ở đây Kinh Thánh nói rằng người Cha bảo làm thịt bò con mập ăn mừng. Quý vị là cha mẹ, khi nào quý vị làm tiệc đãi bà con? Chúng ta làm tiệc đãi bà con khi con mình thành đạt, khi con mình thi đậu, khi con mình thành gia thành thất, phải không? Nhưng ở đây một đứa con ngỗ nghịch, phá nhà, phá cửa, nhưng nó biết trở về, thì người cha làm thịt bò con mập chiêu đãi để nói rằng Chúa yêu thương, Chúa tha thứ và Chúa hậu đãi chúng ta. Và khi chúng ta quay về với Chúa, chúng ta về với một mái gia đình thân yêu nữa. Cảm ơn Chúa, bởi vì hội thánh của Đức Chúa Trời là một đại gia đình. Đức Chúa Trời là Cha, và chúng tôi là những anh em vui mừng khi thấy quý vị trở về với mái gia đình. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì trên thế giới này 7 tỷ người thì có trên 2 tỷ người đã là con cái của Chúa. Và khi chúng ta trở về với Chúa, chúng ta trở về với cái đại gia đình yêu thương này. Chúng ta trở về với Chúa để tìm lại những gì đã mất. Khi chúng ta bước chân ra đi, mất cái phẩm giá của một con người cao quý, chúng ta trở về, Chúa phục hồi phẩm giá người con này. Khi chúng ta ra đi, đánh mất cái quyền cai trị, địa vị làm con, chúng ta trở về, Đức Chúa Trời phục hồi tất cả cho chúng ta.
Vì vậy, chúng tôi ước ao rằng quý vị nhân dịp đặc biệt này để bước chân vô nhà Chúa tại đây, quý vị sẽ có một quyết định khôn ngoan, kịp thời đứng dậy về cùng Cha. Bởi vì Cha vẫn đợi, vẫn chờ chúng ta. Ngày nào mà người con còn ở bên ngoài đường thì ngày ấy người Cha còn ngóng trông đợi chờ. Cho nên xin Chúa cho quý vị hãy quay về với Chúa vì Ngài đang đợi, đang chờ. Tôi có nghe một cái câu chuyện, một đứa con nọ theo lời bạn bè xấu bỏ nhà ra đi. Và khi lòng nó bị cáo trách, nhớ đến tình thương của gia đình, nhớ đến sự săn sóc ngọt ngào của mẹ, nó muốn trở về nhưng nó ngại, gia đình không chấp nhận, mẹ không tha thứ. Cái nhà của nó thì nhìn ra cái đường xe lửa đang chạy qua chạy lại, nhà nhìn ra đường xe lửa. Hai ba lần nó đi qua đi lại trên chuyến tàu nhưng không dám về nhà. Nó viết một cái thơ nó gửi về. Nó nói: mẹ ơi, ngày mai con sẽ ngồi trên chuyến tàu đó, con đi ngang nhà mình, mà nếu mẹ và gia đình tha thứ cho con thì xin mẹ hãy đem chiếc áo dài màu tím của mẹ đó treo ở trước cửa để con biết rằng ấy là dấu hiệu mẹ đã tha thứ cho con. Và nó hồi hộp, nó chờ đợi, nó ngồi trên chuyến xe. Quý vị biết làm sao không? Ngày hôm sau khi nó ngồi trên chuyến xe đi ngang nhà nó, người mẹ này có bao nhiêu áo đem ra treo hết, treo đầy hết. Nói rằng: con ơi, hãy về đi, mẹ tha thứ, mẹ chờ đợi. Thì cũng vậy, Chúa muốn chúng ta quay trở về với Ngài. Thưa quý vị thân hữu, cơ hội đang dành cho chúng ta. Kinh Thánh chép: kìa, hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi, không phải ngày mai, không phải tháng tới, năm tới, mà buổi tối hôm nay quý vị đương diện với một cơ hội tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình để trở về với tình yêu của Cha. Người Tây Ban Nha đã có một câu ngạn ngữ nói rằng cái mái địa ngục được lợp bằng những cơ hội bị đánh mất đi. Tức là nếu chúng ta khước từ tiếng gọi của Chúa, một ngày kia chúng ta đau đớn trong hồ lửa thì chúng ta sẽ nhớ lại, nhớ lại, nhớ lại. Dịp kỷ niệm 80 năm Tin Lành truyền đến Đắk Lắk, tôi đã đứng rất gần, đã bước chân vô nhà thờ. Nhưng nếu chưa đến với Chúa thì chúng ta đánh mất cơ hội quý báu đó. Cho nên ước ao rằng quý vị đừng để quá muộn màng, đừng để quá trễ trài. Có một cái điều chúng ta cần phải nhớ như thế này: đang khi còn sống, quý vị có quyền để chọn lựa, chọn con đường mình đi, chọn tôn giáo mình theo, chọn đấng mình thờ. Nhưng nếu một ngày kia chúng ta phải bước vào trong hỏa ngục rồi thì chúng ta không có quyền chọn một chỗ khác. Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng trong địa ngục không có lối thoát hiểm. Địa ngục không có lối thoát hiểm. Tôi ngồi trên chuyến bay bay tới đây thì họ báo rằng trên máy bay này có 8 cửa thoát hiểm. Chúng ta biết rằng ở những chốn đông người, ở nhà thờ, nhà trường, vân vân, trên xe, trên máy bay có cửa thoát hiểm, cửa thoát hiểm. Nhưng nếu một mai chúng ta đã bước vào địa ngục, không có cửa thoát hiểm nào dành cho chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hãy quyết định ngay trong cơ hội này, đừng để ai lừa phỉnh mình rằng thôi cứ sinh sống, cứ làm ăn, cứ kiếm tiền, rồi nếu mai mốt mình qua đời mà mình có bị xuống hồ lửa thì ở trên này có những người họ cầu siêu, cầu hồn cho mình, phải không? Không, không bao giờ có việc đó. Và đừng để người ta lừa phỉnh mình, người ta nói rằng đồng tiền mà họ cầu siêu cho chúng ta, đồng tiền rớt xuống thùng đây, linh hồn người chết vào ngay thiên đàng. Dạ xin thưa rằng thiên đàng đó không phải là thiên đàng của Đức Chúa Trời đâu. Cho nên chúng ta hãy quyết định ngay bây giờ để chúng ta trở về với Chúa.
dầu chúng ta là ai, dầu tình trạng chúng ta là thế nào, khi chúng ta quay trở về với Chúa, Chúa tha thứ, Chúa tiếp nhận, Chúa phục hồi cho chúng ta. Tôi là mục sư hầu việc Chúa ở tại quận 4 ở thành phố Hồ Chí Minh 31 năm rồi. Quý vị biết quận 4 là nổi tiếng Sài Gòn lắm phải không? Nếu quý vị nào có dịp đi đến Sài Gòn thì biết quận 4 rồi. Dân Sài Gòn có cái câu nói như thế này về quận 4 nè: muốn ăn thì đến quận 5. Quận 5 là cái nơi của người Hoa, họ nấu ăn ngon lắm. Muốn ăn thì đến quận 5, muốn nằm thì đến quận 3. Quận 3 ở Sài Gòn là cái nơi có nhiều villa lắm, cho nên họ nói rằng muốn nằm thì đến quận 3, muốn hát ca thì đến quận 1. Chúng ta biết nhà hát lớn, nhà hát nhỏ ở Sài Gòn nằm ở quận 1. Nhưng muốn bị trấn lột qua quận 4. Quý vị thấy nổi tiếng. Mà tôi là mục sư ở đó 31 năm rồi. Và thưa quý vị, tôi chứng kiến biết bao nhiêu cuộc đời. Những cuộc đời mà gia đình không chịu nổi, cha mẹ không chịu nổi, xã hội không chịu nổi. Tất cả những người đó đã lắc đầu với những cuộc đời này. Đến nỗi mà cha mẹ buổi tối có thể cho ăn ít cơm rồi phải đuổi ra bên ngoài, cha mẹ khóa cái cửa bên trong mới yên tâm đi ngủ. Chứ còn để cho anh đó còn ở trong nhà thì đồ đạc nó để đi ra nữa. Cho nên không chịu nổi. Nhưng cảm ơn Chúa, những con người lầm lạc ấy, những con người tội lỗi đó đã biết quay về với Chúa. Và đến với Ngài, Chúa mở rộng vòng tay, tình thương Chúa tiếp nhận, quyền năng Chúa đổi thay đời sống người đó để họ trở nên những cuộc đời mới. Và tôi ước ao rằng khi quý vị nghe những lời chứng này, nghe những lời thực chứng này từ những con người này, sẽ thôi thúc quý vị quay về với Chúa để được Chúa tha thứ và tiếp nhận. Sống trong sự buồn chán, đau khổ, tôi và gia đình tôi tìm mọi cách để cho tôi cắt cơn mà không làm được. Đến năm 1992, tôi gặp một người bạn nói về Chúa cho tôi nghe và có mời tôi đi nghe truyền giảng Tin Lành tại Hội Thánh Khánh Hội. Tôi tin Chúa và tôi được Chúa ban ơn, ban phước cho tôi đắc thắng ma túy. Đến năm 1993, gia đình tôi thấy tôi thay đổi hành vi, gia đình tôi tin Chúa luôn. Cho đến ngày hôm nay, Chúa ban ơn cho gia đình tôi rất nhiều và Chúa cũng mở đường cho tôi công ăn việc làm. 9 tuổi thì tôi biết mình mắc bệnh xiển giống như ba tôi vậy đó, thì tôi rất là sợ hãi và chán sống lắm. Vì vậy đến năm 19 tuổi thì tôi đã sử dụng ma túy và tôi nghiện ma túy đến năm 43 tuổi. Trong hai mấy năm đó thì tôi sống trong cái nghiệp chướng là nghiền ngập, tù tội, bệnh hoạn, bế tắc và luôn muốn tự tử. Tôi đã tự tử hai lần rồi. Một lần thì tôi uống thuốc ngủ, và một lần thì tôi chích nước tương vào mạch máu để mong thoát khỏi cái cuộc sống khốn nạn này. Nhưng cách đây 12 năm, vào tháng 12 năm 96, thì tôi được một anh em đó tên là Hảo rủ tôi đến Hội Thánh để tôi sinh hoạt cùng với một nhóm anh em đã được Chúa cứu khỏi ma túy. Đến đây thì tôi rất là vui mừng vì có rất nhiều anh em giống như tôi đã được giải cứu khỏi ma túy. Và tôi đã tiếp nhận Chúa và Chúa đã biến đổi đời sống tôi một cách rất là kỳ diệu. Thứ nhất là bây giờ Chúa đã giải cứu tôi khỏi cái nô lệ của ma túy và nhiều cái thói hư tật xấu khác nữa. Nên bây giờ tôi sống rất là thoải mái. Người ta thường nói là tốt thì khoe, mà xấu thì che. Nhưng mà chúng tôi thì sống ngược lại, những gì xấu thì chúng tôi khoe, vì chúng tôi thật sự ra không làm được điều tốt. Tôi bị nghiện ma túy, đây là cái dấu vết bị chích nhiều năm tháng, nó để lại cái vết sẹo. Trong quá trình mà tôi sử dụng thì tôi có tìm đủ mọi cách để mà tôi giải thoát ra cái cơn bệnh quái ác đó chứ, nhưng mà nào có được gì đâu.
Cho đến một ngày tôi cuộc sống của tôi chán chường, buồn bã, và tôi gặp một anh em giới thiệu cho tôi về Chúa Giêsu. Mới đầu tôi không tin. Người đó giới thiệu với tôi như thế này, nói rằng hãy đến với Chúa Giêsu và trao tội lỗi của mình cho Chúa Giêsu đi, thì Ngài sẽ gánh hết tội lỗi của anh em, mà Ngài ban cho anh em sự sống lại và sự sống đời đời. Điều đó tôi không tin, vì tôi nghĩ rằng chính tội của tôi làm mà tôi trả đây còn không xong, đây không hết đây nè, mà làm sao mà tội tôi làm mà người khác chịu, tại sao mà lại có chuyện đó lại phi lý như thế. Nhưng mà lời của Chúa kêu gọi tôi là hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta thì ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Điều đó làm tôi tin, và tôi đến và tôi trao những gánh nặng, những mệt mỏi, những khổ nhục từ suốt trong quá trình nghiện ma túy, mà tôi coi như nó là một cái địa ngục của trần gian này, tôi trao cho Chúa Giêsu. Đặc biệt Chúa Giêsu, Ngài đã chết trên thập tự giá để thế tội lỗi cho chính mình tôi. Tôi không phải tôi tự hào về cái cơn bệnh ma túy của tôi, đó là một quá khứ xấu xa, nhục nhã. Nhưng mà sở dĩ tôi kể ra đó là gì? Tôi muốn nói đến đấng tốt lành, đấng tốt đẹp đã giúp đỡ tôi, đó là Chúa Giêsu. Tôi thì bất năng, nhưng mà Chúa Giêsu của tôi là toàn năng. Tôi là chết, nhưng mà Chúa Giêsu tôi sống lại. Ngài đã phục sinh, Ngài đã sống lại, Ngài đã bước ra khỏi phần mộ. Chúa đã sống lại rồi. Cô đơn bơ vơ, con cất bước trong đêm, như chiên lang thang lạc đường về. Cuộc đời gập ghềnh, bóng tối vây quanh, chẳng biết đâu chốn nơi nào là nhà. Chúa ơi, bao năm qua con xa Ngài, hôm nay con quay về bên Chúa. Chúa ơi, xin Ngài đón con trở về, bước con lạc lầm được về bên Cha, về bên Cha mãi nhân từ yêu thương. Hôm nay con quay về bên Chúa. Chúa ơi, xin Ngài đón con trở về, bước con lạc lầm được về bên Cha, về bên Cha mãi nhân từ yêu thương. Nhân từ
ta đến dương gian, cam tâm hy sinh để cho tôi sạch mọi tội. Chiều môi nhọc nhằn chết thế cho tôi ở trên thập hình. Nguyện xin hứa Chúa xóa hết trong con bao tội tình, và lòng này trọn đời được gần Chúa mãi không rời. Chúa ơi, trong ơn yêu thương đức nhân từ, xin đưa chân con về bên Chúa, cứ tha lỗi lầm, đã nâng linh hồn, sát đưa con về, để trong nơi an bình yêu thương. Đơn bơ vơ cất bước trong đêm, tôi như con chiên đi lang thang lạc đường về. Đường đời gập ghềnh bóng tối vây quanh, biết nơi đâu nhà. Gặp con đang chơi vơi giữa lối sang nguy, Chúa ơi, bao nhiêu năm qua con xa Ngài, hôm nay con quay về bên Chúa. Chúa ơi, xin Ngài đón con trở về. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn để ngồi nghe chúng tôi chia sẻ và các anh em chúng tôi tôn vinh Chúa. Nhưng mà nếu đến đây rồi quý vị ra về thì chúng ta không có gì để nói. Nếu chúng ta là những người con đang bước những bước chân xa nhà cha, thì xin Chúa cho chúng ta quyết định để trở về với Chúa trong thời giờ này. Và vì vậy đây là thời giờ chúng tôi xin đặc biệt để dành riêng cho quý vị thân hữu yêu dấu của chúng tôi đã đến đây sẽ có quyết định quan trọng trong cuộc đời của mình. Xin kính mời toàn thể hội thánh cùng đứng lên. Và chúng tôi xin thưa rằng Chúa phán với chúng ta rằng kẻ nào đến cùng ta, ta không bỏ ra ngoài đâu. Chúng ta đến với Chúa với tâm lòng ăn năn, Chúa tha thứ, Chúa phục hồi địa vị làm con, Chúa ban cho chúng ta cuộc đời mới. Và vì vậy, xin Chúa cho quý vị hãy quyết định để trở về với Chúa trong thời giờ này. Tôi kính mời quý vị thân hữu nào muốn mở lòng tin Chúa, xin quý vị đồng đi với anh em tín hữu của chúng tôi để chúng ta tiến bước lên ở trên này và quyết định để cầu nguyện tin Chúa. Tôi xin được nhắc lại, nếu có thân hữu nào, xin mời quý vị hãy dạng dĩ bước lên phía trên này
để bày tỏ với Chúa rằng con trở về với Cha. Cảm ơn Chúa, chúng tôi vui mừng vì đã thấy có những bước chân ban đầu rụt rè, nhưng bước đến với Chúa và Chúa vui để tiếp nhận chúng ta, tha thứ cho chúng ta. Cảm ơn Chúa, chúng tôi rất vui vì thấy đã có những bước chân bước đến. Cảm ơn Chúa, xin cứ đến. Tôi xin được hỏi có quý ông bà anh chị em nào nữa không? Lời xin hãy đến với Chúa ngay bây giờ. Cảm ơn Chúa, xin hãy đến. Xin hãy bước đến. Nếu ở bên ngoài, nếu ở bên ngoài có những người muốn đến với Chúa, xin quý vị cũng hãy bước đến với Chúa. Cảm ơn Chúa, xin hãy bước đến. Hãy bước đến. Chúa phán rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta cho các con được yên nghỉ. Cảm ơn Chúa, chúng tôi rất vui vì có nhiều bước chân đang bước đến với Chúa. Cảm ơn Chúa, xin hãy đến. Xin hãy đến. Chúa hứa với chúng ta rằng kẻ đến cùng ta, ta không bỏ ra ngoài đâu. Chắc chắn quý vị được Chúa tiếp nhận, chắc chắn quý vị được Chúa tha thứ. Hãy đến. Cảm ơn Chúa, tôi vui lắm. Rất vui vì hàng hàng lớp lớp người đang đến với Chúa trong thời giờ này. Người nam, người nữ, người già, người trẻ, hãy trở về với Cha của mình. Cảm ơn Chúa, chúng tôi vui mừng, rất vui mừng. Cảm ơn Chúa, xin hãy đến. Chúa đang chờ, Chúa đang đợi chúng ta. Vòng tay Chúa mở rộng. Xin hãy đến. Cảm ơn Chúa, xin cứ bước đến. Đây là cơ hội, đây là cơ hội quý báu để cuộc đời chúng ta được thay đổi. Chúng ta không còn sống côi cút buồn bã, nhưng chúng ta sống có Cha. Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng ta. Cảm ơn Chúa, xin hãy bước đến. Chúng tôi rất vui vì thấy nhiều hướng đang đổ về để tiếp nhận Chúa. Xin hãy đến. Đến để được Chúa tha thứ. Đến với Cha quyền năng. Đến để được làm con cái của Ngài. Xin hãy đến. Xin hãy bước đến với tình yêu của Chúa. Cảm ơn Chúa, xin hãy đến. Sẽ biến tan theo những niềm vui ở bên ngoài, ở bên ngoài nhà thờ. Nếu có các thân hữu muốn đến với Chúa, quý vị cũng hãy bước lên sân khấu ở bên ngoài nhà thờ, ngay cái màn hình, để quý vị mục sư của chúng tôi tại đó cũng sẽ hướng dẫn cho quý vị cầu nguyện tiếp nhận Chúa để được tha thứ tội và được làm con cái của Ngài. Chúng tôi xin hỏi có còn thân hữu nào nữa không? Xin hãy đến. Đây là cơ hội dành cho quý vị. Chúng tôi rất vui. Cảm ơn Chúa. Lúc có phụng dòng tay đôi phụng trẻ mức đẹp làm tô năn để bố rãi lại khắp ai đi nhiều prong sắc rãi hình để chẳng vết cơ khoai giang bật đi hề tên ấp mẹ sao hoa lạc trẻ ít mà hủy ơ ai đi tục dưới rãi ngàn rãi hình rãi cơ cao ơ chì chàng đôi hình mắt lần quyền trọ lần có sang bà em tay bật đi hề tên ấp này mà hủy ơ mẹ sao hoa lạc trẻ ít để mau khoai giang xu chì khoai giang ngược lại tiếp đi mau ngay biếp lại hốc mát lâm khoai giang bật đi hề vinh hoa cao có phụng dòng tay đô phong rè tắt phong bê đô gấp rằn rè nhờ rè lần bè sang hoa lạc cho đi tìm kim hư không trần gian cao cấp phong đa yong đa mai là đây sẽ rằn bông này dựng bông biút sắc cả đây rè mạc tú chùm khoai giang yê xu dựng bông biếp lạc các lại tìm rè sân bè đi rè. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, cho con cảm ơn Chúa vì chương trình giới thiệu phúc âm đã được đến với những người ở thành phố cao nguyên này trong chương trình 80 năm tin lành đến ở tại Đắk Lắk. Tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, và tin lành này đã được bày tỏ nơi tất cả những ông bà anh chị em của chúng con đã rời khỏi chỗ đứng của mình, tiến lên phía trước đây, đáp ứng lời mời của Chúa qua diễn giả. Và giờ đây lòng họ tin, miệng họ đã nói ra, và chắc chắn là con của Chúa rồi.
Lời Chúa Giêsu phán rằng: quả thật ta nói cùng con, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Và giờ đây chắc chắn quý vị đây được là con cái của Chúa. Chúng con thật tạ ơn Chúa vô cùng. Không những là đến đây thôi, nhưng còn những ngày sắp tới sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp với hội thánh của Chúa, với cộng đồng tín hữu, nơi mà có cùng niềm tin với anh chị em chúng con như buổi tối hôm nay. Và chúng con sẽ thấy rằng thành phố này được chinh phục cho Chúa Giêsu qua đời sống chứng nhân, qua hội thánh truyền giảng và qua những sự kiện mà chúng con được thực hiện đẹp lòng Chúa như trong buổi tối hôm nay. Con cúi đầu cảm tạ ơn của Chúa. Chúng con xin hiệp chung đức tin và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hết thảy quý thân hữu, bây giờ là tín hữu, tăng tín hữu của chúng tôi, cho phép cho tôi được thay cho ban tổ chức xin hoan nghênh quý vị tăng tín hữu đã bằng lòng tin nhận Chúa trong buổi tối hôm nay. Kính thưa hội thánh, kính thưa quý vị thân hữu và toàn thể quý bà anh chị em yêu dấu trong Chúa, trước hết cho phép tôi xin thay cho ban tổ chức dâng lên Chúa ba ngôi của lễ cảm tạ, lòng biết ơn Chúa vì ngày ban cho một ngày hôm nay và tối nay trong chương trình lễ kỷ niệm 80 năm Tin Lành đến Đắk Lắk và chương trình ca nhạc bày tỏ sứ điệp phúc âm tối hôm nay. Trong sự vinh hiển của Chúa, trong sự bình an, thay cho ban tổ chức chúng tôi chân thành kính cảm ơn quý cấp chính quyền từ tỉnh, thành phố, địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và quan tâm giúp đỡ để chúng tôi có một ngày tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Tin Lành được truyền đến Đắk Lắk. Chúng tôi chân thành kính cảm ơn quý đầy tớ của Chúa, con cái của Chúa đã hết lòng cầu nguyện và góp phần trong chương trình đến giờ phút này được bình an, phước hạnh. Đó là điều chúng tôi dâng lên Chúa lời cảm tạ, ngợi khen. Và điều niềm vui của chúng tôi hơn hết đó là tôi hôm nay tất cả quý vị bước vào nhà thờ là thân hữu, nhưng bây giờ là tăng tín hữu của chúng tôi. Chương trình lễ kỷ niệm 80 năm Tin Lành truyền đến Đắk Lắk tối hôm nay được kết thúc. Xin trân trọng kính cảm ơn quý vị.